trồng cây dừa chất đá cho nên lên không bằng những cái chất đá lớn cây nhiều lần này, cho nên làm cho đá nứt ra cái chân dừa, cái chân dừa này nó té cái cục đá ra hay không, trẻ cục đá luôn nhỉ. Ừ, còn này hả là nước là về tới nhà mình luôn. Mình tắm tại nhà có nước suối. Quá đã. Nước khỏi xuống dưới núi, phải xuống núi cắt sát một lần 20 lít nước lên đó. Ừ, mệt. Mệt. Còn cái này là nó có sẵn nước về tới nhà. Giờ nghỉ ngơi. Giờ nghỉ ngơi. Ok, bây giờ đi lại tới cái thác nhất, cái thác nước mà cao nhất ở trong này đó. À, anh em thấy không, nó xuống này về đó mà mấy tầng nước như thế này nè. Đó, đó. Chúng ta đứng ngang trên cái mặt thác nước đó. À, đó. Đó. Ở đây vậy mà có cái người Việt Nam nào mà mặc cái áo có cái cờ ba sọc đỏ ta ơi. Ơi. Sao mà không dọc nước?
cái chỗ nhà hàng này chắc đắt lắm chị. Ngay rồi trời, ngon lành chưa? Quay về hướng này có tầng góp ở trên đồi kìa chị Mai. Có tầng góp ở trên đồi nha. Ta cho phép mình thử rượu.